Cháu nào ăn không? Cháu ăn dưa chuột không? Chú bảo này, dưa chuột nào? Dưa chuột này, ngon nhỉ? Anh ăn nữa đi rồi biến thành heo. À, mày coi chừng bố mày nha. Bố mày ăn có mấy miếng dưa chuột làm sao biến thành heo được. Thằng Hải Vũ á, mày coi chừng tao nha. Chút xíu tao, tao lóc mày á. Đừng có ông nào mà tôi biến thành heo nha. Ăn có mấy miếng dưa chuột. Tao có dưa chuột đây này, chút mày coi chừng tao nha. Nhớ chưa? Ngon câu ạ. Ngon ghê ha. Ui dồi ôi, con nai vàng ngơ ngác ăn miếng dưa chuột của bác thợ săn. Bây giờ nhá, không câu giờ nữa, câu giờ nãy hơi nhiều. Wow, kiếm hiệu gì đây? Vừa vòng quay kim cương. À, nó là cái bộ cương thi quần què gì đấy anh em ạ. Ồ, cắn lá đu đủ đi chú. Úi dồi ôi, cắn lá đu đủ chú ở đây với các cháu chú phê đến sáng mai à? Thôi 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 thôi. Mà nghe nói tôi bảo đấy anh em nhá, tôi sẽ chỉ cho anh em một cách anh em chơi lá đu đủ cực kỳ phê luôn, các bạn hiểu không? Các cháu nhá, bây giờ nhá, các cháu hái cho chú một vài cái lá đu đủ nhá. Chú bảo này, các cháu đặt lên thớt, các cháu thái, các cháu thái như kiểu thái rau ấy, như kiểu các cháu băm thịt ấy. Cháu thái như ra cho chú này, xong chú bảo nhá, là các cháu đem đi phơi khô, xong các cháu vo viên, các cháu nhét vào thuốc lào, các cháu bắn gọi là như kiểu là bắn bí thuốc lào ấy. Ui dồi ôi, có mà nó phê sang tận cả xã, cả huyện, cả xóm, cả khu các cháu ở luôn, phê cháy cả chung cư luôn các con ạ. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên nào, quẩy lên. Bây giờ nhá, chiến có 5 vé quay kim cương free và 10.000 10.000 kim cương. Cái đồ này ra mấy hôm rồi hay sao ấy, tôi thấy bảo anh em bảo thế. Nhưng mà đấy, thưa sôi quất tan tan. À, à, má nó. Được rồi, quay phang vé này đi anh em. Mày này, ui vãi nổi, dã nó. Chúc mừng này, ui cái gì đây. Wow, wow. Nhận được vật phẩm hiếm, gói tiểu cương thi. Ui dồi ôi, người ta gọi là easy game, các cháu hiểu không? Này, gói tiểu cương thi của chú đây rồi. Ui, cái gì đây? Ui, chú phang một phát hết hẳn 4K2 kim cương, ôi vãi nồi. Vừa hết 4K2 kim cương rồi các con ạ. À, ui dồi ôi, thề luôn, nó cũng vãi nồi đấy không ạ. 4K2 kim cương, để mình tính nhanh vào nào. Bây giờ nhá, tổng khoảng là 2.500 kim cương thì anh em sẽ tính giá hình như là 2.800, được khoảng 4K2 là tính nào con nào ấy? Là bao nhiêu tiền ạ? Hình như là nó sẽ rơi vào tổng khoảng là bao nhiêu đây anh em? Nó sẽ rơi vào tổng khoảng là hình như là bao nhiêu đây nhỉ? 500.000 anh em được tổng khoảng 2.500 kim cương. 2.500 hay là 2.600, 2.700 gì đấy mình không nhớ nữa. Thì anh em sẽ tính nhanh như này. Tức là a few moments later. À, hơn 700.000 à? Rồi, cảm ơn cháu nha. Ui rồi ôi, cảm ơn cháu. Đã bảo lâu lắm rồi, chú nói thật nhá. Chú chả tính toán gì cả. Làm cái gì nhá, cũng mà mới tính ra tính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 2 3 4 5 6 7 8 thôi quên rồi. Bỏ đi. Ui, Shiba Halloween à. Ui ui ui, cái gì đấy? Đáng yêu VCH nhá. Ui ui. Ui, mua. Trời, nhiều tiền để làm gì? Người giàu không phải xoắn, các cháu hiểu không? Nhiều tiền để làm gì? Để tiêu rồi. Hôm nay nhá, chúng mày sẽ thấy một cái sự khác biệt của chú sĩ. Chú là chú Zik Kid nhá các con. Non Shiba Halloween có hộp súng mới đúng không? Sẽ phang skin súng sóng siêu âm nhá các cháu nhá. Phang luôn nhá. Được rồi. Có 35 kim cương một hộp. Ui dồi ôi, tuổi gì má mày có mời nhá, thằng Úc Viên này. Mày có chừng nhá. Tao có súng này nè, mày để hồi tao bắn chết mẹ. Nhớ chưa? Sao mày hậu láo thế? Hả? Được rồi.
nha. Để mình coi nào. À, mắc 10 cái hộp một lần nhá. Nope. Có được giảm giá đâu. Rồi ông mua 10 hộp làm gì được giảm giá. Mở đi. Đồ ngày. Tiếp tục vang. Được rồi, mắc. Vang. Đồ ngày. Vang. Má mày đừng có mày. Tao điên với mày. Học sinh mà bắt dạy là chết. Vang. Thôi xong bỏ mẹ rồi. Mua thì tốn kim cương phết. Mà không biết là chả có trúng cái gì đâu. Lại nào, lại nào, lại nào. Công nào. Nó chỉ cho mua cái 10 hộp một lúc thôi. Quân que. Tiếp tục vang. Toàn đồ 24 giờ. Cái quần què. Này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Các cháu ơi. M79 sóng siêu âm. Úi dồi ôi. Trúng rồi. Trúng rồi các con này. Trang bị nhanh này. Úi dồi ôi. M79 sóng siêu âm này. Đang còn tiền. Phang tiếp. Phang tiếp các con ạ. À. Được rồi nha, bây giờ chú sẽ phang tiếp nha các con. Úi dồi ôi. Đây rồi nha. Phang tiếp này. Má mày. Đồ ngày. Lại, 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 lại. Rồi. Ơ, vẫn đồ ngày. MP40 chú có skin rồi. Quay chi nữa hả? Ơ, nope. Đây, úi dồi ôi. M4A1 sóng siêu âm. Trời ơi. Đứa nào đây? Đứa nào bảo là chú quay cái này tốn tiền đây? Skin VIP đây các con nhá. Sát thương tăng một vạch, độ chính xác tăng một vạch này, ok. Má tiếp tục vang này, 10. À, mắc là 10 cái một lần. À, vẫn là đầu ngày thôi. Chưa có gì khác biệt cả. À. Ui. Úi trời ơi. Các cháu ơi, chúng Spat 12. Sóng siêu âm rồi, cái này nó cũng dễ chơi thôi mà. Trang bị nhanh luôn này. Ui dồi ôi, sở hữu thêm cây Spat 12 nữa rồi các ông ơi. Các ông các bà ơi, tí nữa tôi mở nốt cho các cháu xem này. Tiếp tục vang. XM8 sóng siêu âm. Ui dồi ôi, hôm nay là ngày chú kẹo cảm giác dích kít nhóc. À quên, dích kít trong cuộc đời. Đấy, tự nhiên dích kít nhóc là cái quần què gì. Ok. Rồi, trang bị nhanh XM8 này. Ok. Rồi nhá. Bây giờ là bye bye anh em. Nhớ chưa? Bye bye lần cuối đây. Chào các bạn nhá. Bye bye.